Xin chào mọi người, mình là Yến Chi và rất vui được gặp lại mọi người tại kênh của Mr. Zero Bóng đá vui nhộn. Những tình huống khó đỡ trong bóng đá, nói tiếng Pháp ư, cái con khỉ. Neymar được cho là thốt lên như vậy sau khi phàn nàn với trọng tài, theo tường thuật của Ken Canal. Trước đó, khi tiến đến một trong những người điều khiển trận đấu để tìm lời giải thích, trong suốt 27 tuổi được yêu cầu nói tiếng Pháp, tiền đạo người Brazil chờ ở đường hầm sân Parc des Princes vào giữa hiệp để làm ra lẽ với trọng tài Jérôme Bissat, bởi ông này phạt anh thẻ vàng trong trận gặp Montpellier. Còn Mr. Joe tổng hợp lại những tình huống khó đỡ trong bóng đá. Nếu thấy video thú vị, hãy cho chúng tôi một like, share và subscribe cho channel của Mr. Joe. Bóng đá đích thị là môn thể thao có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với nhiều người trên khắp thế giới. Thực sự đáng tiếc cho những ai không yêu thích môn thể thao vua này, bởi ngoài cảm giác được đắm chìm trong sự hân hoan mỗi khi chứng kiến siêu phẩm, sự phấn khích trước mỗi màn biểu diễn kỹ thuật hay sự nuối tiếc sau những pha bỏ lỡ của cầu thủ đội nhà, thì người hâm mộ còn được trải nghiệm thứ cảm xúc mà chỉ có bóng đá mới có thể đem lại cho họ. Đó chính là phút giây đứng hình trước những khoảnh khắc không hiểu sao lại có thể xuất hiện được trên sân cỏ. Và ngay bây giờ hãy cùng đến với những tình huống như thế. Sacha từng bị ăn một thẻ vàng hết sức vô duyên trong một trận đấu thuộc giải nhà nghề Mỹ. Cụ thể trong tình huống này, khi trọng tài chính đang tham khảo VAR thì Sacha cũng tranh thủ chạy vào xem ké, và kết quả là vị vua áo đen đã rút ra một chiếc thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ mang áo số 33 vì tội hóng hớt. Trong trận đấu giữa Villarreal và Barca ở La Liga năm 2014, cổ động viên ở sân El Madrigal đã ném một quả chuối từ trên khán đài xuống sân và đích đến là hậu vệ Dani Alves khi anh chuẩn bị đá phạt góc. Tưởng chừng ngôi sao người Brazil sẽ nóng giận và báo cáo lên tổ trọng tài thì anh lại gây bất ngờ cho tất cả khi nhặt quả chuối lên, bóc vỏ và ăn ngon lành. Sau trận đấu, Alves còn gửi lời cảm ơn tới cổ động viên đó và khẳng định: "Tôi không biết đó là ai, nhưng dù sao đi nữa thì cũng xin cảm ơn chất kali trong quả chuối đó đã cho tôi thêm năng lượng để thi đấu." Trở lại thời điểm tháng 4 năm 2012, trong trận đấu giữa Dortmund và Bayern Munich tại Bundesliga, phút 85, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Dortmund, Bayern được trọng tài cho hưởng quả đá phạt 11m sau pha ngã của Robben trong vòng cấm. Đích thân tiền vệ người Hà Lan đứng trước chấm đá phạt, tuy nhiên anh không thắng nổi thủ thành Weidenfeller. Ngay sau tình huống sút hỏng của số 10, hậu vệ Subotic đã hùng hổ chạy lại chỗ Robben và bung những lời lẽ cay nghiệt dành cho tiền vệ này.
Với kỹ thuật điêu luyện của mình, Di Maria trong màu áo của Benfica từng khiến cho giới mộ điệu cũng như người hâm mộ trên khắp thế giới vỡ òa với bàn thắng vào lưới AEK Athens thuộc khuôn khổ Europa năm 2009. Ở thế buộc phải dứt điểm bằng chân phải, song ngôi sao người Argentina lại dùng chân trái để thực hiện một cú Rabona đẳng cấp hạ gục thủ môn đối phương, đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Trong chiến thắng 1-0 của tuyển Mỹ trước Anh tại vòng bảng World Cup 2018, tiền đạo Michy Batshuayi mặc dù không ghi bàn nhưng đã có pha ăn mừng quá phấn khích đến nỗi tự làm hại chính mình. Có lẽ sau này Michy cần phải học cách tém tém lại mỗi khi đội nhà ghi bàn, chứ không thì vỡ mặt như chơi chứ chả đùa. Nhiều cổ động viên còn hài hước bình luận rằng dù được thay thế Lukaku nhưng Michy Batshuayi không ghi nổi ấn tượng nào trong trận đấu nên đành phải chiếm spotlight bằng pha ăn mừng quá lố trên. Trận đấu giữa Vitesse và FC Twente ở vòng 33 giải vô địch quốc gia Hà Lan, tiền vệ Navarro Four đã bất ngờ rút thẻ vàng với trọng tài Johan Cafuis. Tình huống ngược đời diễn ra ở phút 60 của trận đấu. Trong một pha tranh chấp bóng giữa Navarro Four và Adam Maher ở giữa sân, thì trọng tài Johan Cafuis bỗng trở thành cản ngáng đường khiến Four bị vấp ngã. Sau đó, tiền vệ người Hà Lan đã tranh thủ rút thẻ vàng phạt ông vua áo đen vì hành động vô tình trên. Trước sự lấu cá của Four, ông Cafuis và các cầu thủ xung quanh được một trận cười sảng khoái. Không thể đuổi theo đối phương vì thua thiệt tốc độ, Piqué đành phải bất chấp tất cả để cứu nguy cho Barca. Tình huống xảy ra ở phút 72 của trận đấu giữa Barcelona và Athletic Bilbao thuộc vòng bán kết cúp nhà vua Tây Ban Nha. Trước tốc độ khiếp hồn của Iñaki Williams, Piqué túm áo đối thủ và bị kéo lê một đoạn, và cái kết dành cho hậu vệ mang áo số 3 là một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Trong một giây phút mất tập trung, thủ môn này lại đi bóng thẳng vào lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cụ thể, sau khi nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội, người gác đền đã có pha xử lý lóng ngóng trước sức ép dữ dội từ cầu thủ đối phương. Ngay sau đó, bóng đã được đưa thẳng vào khung thành, còn anh chàng thủ môn dù ôm đầu tiếc nuối thì cũng đã muộn màng. Có lẽ vì luật bóng đá không cấm việc các cầu thủ vừa ăn vừa thi đấu nên mới có tình huống này xảy ra.
Đó là tình huống trong trận Racing gặp Independiente tại giải vô địch quốc gia Argentina. Marcelo Díaz đang ăn vội quả chuối để tăng sức lực khi trận đấu đã tiếp tục diễn ra. Lúc này tiền vệ người Chile đã phải tranh thủ đá phạt rồi vừa chạy vừa ăn hết phần chuối còn lại. Chứng kiến tình huống hài hước này, nhiều khán giả đã không khỏi phì cười. Vui mừng khôn tả ngay khi ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo của đội bóng mới, tiền đạo Anderson Lopez đã nhảy qua hàng rào chắn quanh sân bóng để ăn mừng với cổ động viên. Tuy nhiên, phía sau rào chắn với các tấm biển quảng cáo đầy hấp dẫn kia là phần rãnh thấp của sân đấu. Và thay vì một màn ăn mừng hoàn hảo, cầu thủ này rơi từ độ cao 3m xuống đất. Rất may, cú ngã đã làm các cổ động viên bị một phen đứng tim chứ không gây chấn thương nặng cho cầu thủ người Brazil. Các bạn vừa cùng Mr. Zero xem lại những tình huống không hiểu sao lại xuất hiện trong bóng đá. Nếu thấy video này thú vị, hãy để lại một like, share để ủng hộ cho kênh. Đừng quên bật chuông thông báo để đón xem những clip hấp dẫn đến từ kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.